Hiện nay ngày càng có nhiều hơn những video độc hại có nội dung bẩn xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều chủ tài khoản YouTube, TikTok vì muốn thu hút sự quan tâm của dư luận đã bất chấp sản xuất nội dung phản cảm, sai sự thật. Điều này đã thu hẹp hơn không gian của những câu chuyện, những hình ảnh đẹp có giá trị nhân văn đối với cuộc sống. Chỉ cần một chiếc điện thoại có khả năng quay video hoặc phát trực tiếp trên tài khoản cá nhân, bạn có thể trở thành người sản xuất bất cứ nội dung nào mình thích. Nhưng tính chân thực, độ sạch của sản phẩm lúc đó hoàn toàn dựa vào ý chí của cá nhân. Nếu video không tạo ra được lượt like, lượt view khủng, nó sẽ bị loại bỏ không thương tiếc, còn lại là những thứ được cộng đồng mạng quan tâm. Đây là người đàn ông nhận được nhiều sự quan tâm nhất của dư luận trong những ngày vừa qua. Ông Lê Anh Tú hay còn được gọi là thầy Thích Minh Tuệ. Sự tu tập của bản thân ông Tú đã vô tình trở thành cơ hội để những YouTuber, TikToker lợi dụng sản xuất những clip phản cảm, quá đà, soi mói đời tư quá mức nhằm trục lợi cho bản thân. Tiền cứ chảy vào túi các YouTuber, TikToker hàng chục hay cả hàng trăm triệu đồng sau mỗi gót chân của người được gọi là thầy Thích Minh Tuệ. Tiền kiếm được quá dễ biến các YouTuber, TikToker từ người đưa tin trở thành những kẻ săn tin, lục lọi, lùng sục tất cả ngay cả khi những người trong cuộc đã muốn dừng lại. Mọi người đều có thể lên trên mạng này và chia sẻ các video của mình. Và hầu hết trong số họ thì không hiểu các quy định về là nội dung nào được phép chia sẻ, liệu có vi phạm đến quyền riêng tư của người khác hay không. Những thông tin độc hại xuất hiện ngày càng dày đặc đã thu hẹp đáng kể không gian của những việc tốt đẹp, của những sự tử tế. Nhiều lúc người ta tự hỏi vì sao những hình ảnh việc làm như thế này lại ít lay động lòng người hơn, ít được các YouTuber, TikToker quan tâm hơn. Đơn giản vì nó mang lại lợi nhuận thấp hoặc chẳng có YouTuber, TikToker nào sẵn sàng lao vào tâm bão, rốn lũ để truyền tải những hình ảnh đẹp như tình người tại cơn lũ lịch sử tại Hà Giang trong ít ngày qua. Chỉ cần làm một phép thử đơn giản cùng tìm kiếm nội dung lũ lụt lịch sử tại Hà Giang và cụm từ thầy Thích Minh Tuệ trên các nền tảng mạng xã hội sẽ thấy được lượt xem có sự chênh lệch nhau đến mức khủng khiếp, từ hàng chục đến hàng trăm lần. Khi lũ về, các YouTuber, TikToker còn đang mải miết săn đón những con mồi khác có giá trị lợi nhuận hơn. Nó vượt qua các giá trị đạo đức cơ bản. Dẹp loạn các kênh mạng xã hội độc hại của các YouTuber, TikToker bất chấp cũng chính là làm trong sạch không gian mạng. Bất cứ trang mạng xã hội, tài khoản cá nhân nào cũng có nút bỏ theo dõi. Lựa chọn lúc này là ở mọi người mà thôi. Cán bộ coi thi phải chú trọng phòng ngừa việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao trong thi cử. Đó là những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hôm nay. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Quảng Ngãi có trên 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 35 điểm thi với 635 phòng thi và hơn 2.000 cán bộ coi thi. Đến nay thì công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về thi cử, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ coi thi. Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý khâu phòng chống gian lận công nghệ cao trong kỳ thi. Khi phát hiện thì phải kịp thời thông tin để Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 chỉ đạo và xử lý. Thưa quý vị, liên quan đến việc siết chặt giao dịch vàng lớn và đáng ngờ liên quan đến phòng chống rửa tiền, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ, thanh toán, rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro, rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Theo đó, thì các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng nghiêm túc, chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều 25, báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 và thực hiện báo cáo bổ sung nếu có theo quy định của Pháp luật Phòng chống rửa tiền. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến những giao dịch đáng ngờ. Liên quan đến thị trường vàng, mặc dù Ngân hàng Nhà nước khẳng định là có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn giá vàng, thế nhưng hiện tượng người dân xếp hàng mua vàng thì vẫn diễn ra ở nhiều điểm giao dịch. Và thậm chí là nhiều người còn ở lại qua đêm ở trước cửa các chi nhánh ngân hàng. Vâng, như quý vị cũng đã thấy, bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi, nhưng mà sau lưng tôi đây vẫn có một lượng người xếp hàng dài chỉ để là trở thành những người may mắn và sớm nhất hôm sau có thể mua được vàng. Và chắc chắn đây không phải là chỉ có chi nhánh này đâu ạ.
sẽ có rất nhiều chi nhánh khác cũng có tình trạng là người dân xếp hàng thâu đêm suốt sáng chỉ để hôm sau mua được vàng. Việc người dân xếp hàng chờ mua vàng có lẽ không còn quá xa lạ trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, điều đang nói là có những người còn xếp hàng từ đêm hôm trước chỉ để lấy số thứ tự cho hôm sau, mà đôi khi còn không mua được vàng. Em xếp hàng từ 3 hôm trước rồi, và hôm nay là hôm thứ tư, nhưng mà chưa mua cây nào, tại vì người dân quá đông, người dân đổ xô mua vàng quá đông nên là em chưa có lốt nào cả. Bây giờ đã đến đây rồi thì chờ mai mua chứ. Đã mình ngủ quá đêm đây luôn đấy. Thì chứ ngủ quá đêm, làm gì được ngủ, ngồi làm gì được ngủ. Trong số những người xếp hàng chờ thì có cả những người được thuê để mua được vàng. Có ai thuê mình làm cái này không ạ? Cái đấy thì có người thuê em thôi. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng xếp hàng từ đêm hôm trước diễn ra ở nhiều chi nhánh ngân hàng. Mặc dù đã có một số giải pháp để hạn chế việc xếp hàng như đăng ký mua vàng miếng trực tuyến, nhưng nhiều người dân cho rằng trang web luôn quá tải và họ chỉ có thể xếp hàng sớm nhất thì may ra mới sở hữu được vàng miếng ở thời điểm hiện tại. Trong kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng dầu đã đồng loạt được điều chỉnh tăng. Cụ thể là xăng E5 RON 92 tăng 169 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 258 đồng một lít, dầu diesel tăng 218 đồng một lít, dầu hỏa tăng 302 đồng một lít và chỉ duy nhất là dầu mazut giảm 396 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay, nhà điều hành tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Nam Hồ là đơn vị chủ đầu tư dự án khu du lịch Nam Hồ tại phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bị các cơ quan chức năng địa phương xử phạt hàng trăm triệu đồng và buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu các phần sai phạm của hàng chục công trình xây dựng sai giấy phép, sai hồ sơ thiết kế. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ban hành 8 quyết định xử lý hành chính trong hoạt động xây dựng, trong đó 3 quyết định xử phạt với tổng số tiền 330 triệu đồng về cùng hành vi xây dựng sai giấy phép và bản vẽ thiết kế của cơ quan chức năng tại khu đất ở phường 11, thành phố Đà Lạt. 5 quyết định buộc khắc phục hậu quả, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xác định có 88 công trình thi công sai giấy phép với tổng diện tích sai phạm tại dự án này trên 2.500 m2. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp còn buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Nam Hồ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thuê hơn 10,7 hectare đất lâm nghiệp để đầu tư khu du lịch với tổng vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng.